Bây giờ xin mời bà con mình nghe một bài viết của Tín Nguyễn, truyện cổ tích bên bờ hiện thực. Thật tình thì tôi cũng không biết phải mở truyện này ra sao, viết thế nào và thời gian dành cho một đời người trí thức qua hai cuộc thăng trầm sẽ dài ngắn ra sao trong các trang viết của mình. Anh kể tôi nghe trong một quán cà phê lề đường đầy bụi bặm, lẫn những tiếng ồn ào của mọi loại người chung quanh, một bài thơ quá hình tượng ước lệ để người đọc hiểu, một truyện ngắn mang tính thơ văn xuôi đầy âm điệu lại mất đi cái bờ trần trụi của hiện thực, một hồi ký mà kẻ chấp bút thay lại chính là tôi. Đó là điều tôi không bao giờ muốn, lý do tôi sẽ bị ảnh hưởng từ chủ thể mà Tô Hồng hay ve tròn chủ thể như bao tay nhà đủ thứ trừ nhà văn đích thực đã làm. Nên cuối cùng tôi chọn cách một câu chuyện vừa hay dài gì đó tùy cái hiện thực tôi đã nghe, đã thấy và so sánh bằng chính cái hiện thực mà tôi đã trải nghiệm. Tôi viết cho tôi, cho anh, cho bất kỳ ai muốn đọc, không thêm thắt, không uốn cong, không tô màu, cũng như không bôi bẩn. Dĩ nhiên là cũng cần các thủ pháp văn chương để câu chữ trọn nghĩa, tròn vành và không mang đầy sự trần trụi như một phóng sự kiểu Vũ Trọng Phụng, Tam Lan hay Hàng Học kiểu Thương Sinh hoặc Từ Đỏ. Vô cùng xin lỗi các đại ký giả khi xếp cùng Từ Đỏ, nhưng đó mới là cái nền, cái đế cho tượng đài của các vị đứng trên thôi. Ý tôi là vậy. Xin miễn trách cho sự biện hộ đầy kịch tính của tôi vậy. Nói cho cùng về mặt chửi bậy, chửi tục, chửi bất kỳ ai, bất kỳ đúng sai, thì các vị còn thua bọn nó nhiều. Một giáo sư lưu lạc trên chính quê hương, một lương tâm ông thầy cũng trên chính quê hương mình, một trớ trêu từ những ngày sáng tối, một lên đên giữa đầy cạn bến bờ. Câu chuyện được mở đầu bằng một tiếng thở dài, nhưng không có nụ cười buồn đến nhấn chìm cả trái đất vào tận cùng vực thẳm, mà trái lại là một nụ cười giòn tan bên cốc cà phê đen. Một tháng hoặc hơn gì đó sau ngày 30 tháng 4 năm 75. Giấy tờ, có đi lính ngụy không? Sao không trình diện học tập cải tạo? Đây, tờ giấy quản dịch với bốn chữ viết tắt SQTB. Một ánh căm thù lóe sáng. Mỗi ngày, ông lên đây trình diễn chờ điều tra, 7 giờ sáng và 1 giờ chiều. Thứ dữ ha, cấm vắn mặt trong suốt thời gian điều tra, bất tuân sẽ bị tòa án nhân dân xử bắn. Trời, tôi làm gì mà tội dữ vậy? Ha, cách mạng biết hết, cách mạng luôn sáng suốt. Bọn Ngụy như mày định qua mặt được sao? Ngồi đó, và chờ. Thế là đúng như lệnh. Ngày hai buổi anh đến ban quân quản trình diện và ngồi chờ với một tâm trạng vừa lắng lo vừa bức rứt, lẫn đói meo trong lúc cả nghĩa đen lẫn bóng. Giáo sư hay bất kỳ ai trừ bên thắng cuộc đều có lương đâu. Đến cuối ngày thứ ba thì anh đã không còn chịu nổi nữa, vừa đói vừa mệt, vừa nóng bức lẫn lo lắng, bức rứt chẳng yên. Thưa đồng chí, ai cho thằng phép Ngụy mày kêu tao bằng đồng chí? Tôi nghe các anh xưng hô với nhau vậy nên kêu theo. Đó là các đồng chí của tao chứ không phải bọn gian ác tay sai đế quốc như bọn mày, phải gọi là cán bộ, biết chữa hử? Cũng được, vậy thì thưa cán bộ, tôi tội gì? Nếu tôi có tội thì bắt hay nhốt hay bắn luôn cũng được, chứ hôm nào cũng lên ngồi thế này cả ngày thì... Thì sao, còn giả giờ nữa hả? Giấy tờ chả ghi rành rành ra đó là gì? Cách mạng biết hết, không hồng thì khai báo thành thật, cách mạng sẽ khoan hồng cho hử? Anh ngơ ngác thật sự, mình tội gì ta? Tôi chưa hiểu, giấy quản dịch mà. Ha! Vỗ tay cái rằm, ngoan cố. Thấy bốn chữ SQTB, chả phải là sĩ quan tình báo à? Anh hết hồn nhưng lại bật cười nhã nhặn đáp. Dạ thưa cán bộ, đó là sĩ quan trừ bị đó à? Không phải như cán bộ nói là sĩ quan tình báo đâu cán bộ ơi, hiểu lầm thế chết tôi. Chối hả? Sĩ quan trừ bị là cái gì? Tình báo mới đúng. Cách mạng luôn sáng suốt, cách mạng biết hết, đừng hòng qua mặt cán bộ cách mạng. Dạ, tôi là một giáo sư đệ nhị cấp. Sau khi học Thủ Đức xong, họ trả tôi về dạy tiếp. Khi cần họ mới gọi tôi ra lính. Thì có khác gì nhau đâu.
Sĩ quan tình báo mới cho về dạy để đầu độc thanh niên chống phá cách mạng, theo chân đế quốc xâm lược, kiếm bơ thừa sữa cặn, còn chối cái gì nữa? Anh vẫn nhã nhặn giải thích, hôm nay mà không thông được cái đầu tên này thì tù một gân là chắc. Nếu tôi là sĩ quan tình báo thì tôi có ngu ngốc đến nỗi đưa cho ông cái giấy chứng nhận đó không vậy? Chưa hết, đây là sự vụ lệnh bổ nhiệm tôi về trường đây. Ngẫm nghĩ một lát sau khi đọc xong tờ giấy chứng nhận là giáo sư, theo như cách gọi của hắn, hắn nhìn anh một lúc thật lâu lẩm bẩm. Dịch mẹ, có bốn chữ cũng viết tắt. Ngoài đó hãy kêu là đi tấp lự chứ có quản cái mẹ gì đâu mà biết. Bọn ngụy này đúng là trắc rối và ngụy bỏ mẹ. Hắn nhẹ giọng một chút. Được rồi, anh về đi, mai khỏi trình diện, nhưng cấm đi khỏi nơi ở quá 100 mét. Khi nghe kêu là phải trình diện tức thì ngăn chưa, tôi sẽ cho điều tra lại. Anh mà trốn là xử bắn luôn chứ chả cần hỏi han gì sách nha. Thế ủy ban quân quản hoặc ty giáo dục kêu tôi tập trung học tập đường lối giáo dục mới thì sao à? Ừ, gầy nhỉ, thôi được rồi, khi ấy hãy cứ lên đây trước báo cho tôi hoặc đồng chí trực ban hay. Nhớ báo cả địa điểm và thời gian học tập nữa đó. Anh nên nhớ là anh vẫn còn trong tình trạng nghi ngờ và theo dõi đó, liễu hồn. Cách mạng luôn sáng suốt và biết hết. Lại trời, anh thở vào nhẹ nhõm và ra về, nhưng tâm trạng vẫn cứ không vui. Ngày mai liệu còn bao nhiêu việc tương tự như thế này nữa nhỉ? Từ An Xuyên được điều về Ba Xuyên dạy học, tính ra thì chưa quá 100 cây số, mà tội thay với sự kìm kẹp và bóc lột của đế quốc và bè lũ tay sai, cũng như việc miễn phí đi học cho học sinh, cùng sự trật trội trong sách giáo khoa, làm cho các giáo sư như ông ấy đâu có thu thập nào hơn ngoài đồng lương chết đói. Đủ mướn nhà và ăn cơm tháng, thứ bảy hay chủ nhật cùng bạn bè uống mặt tiên hay văn trắng, văn đỏ, cùng lương ôm hay bò hông khói tiếp tận Bulgaria. Giờ cái thằng xâm lược lẫn tay sai nó biến đi đường nó, cái nghi ngờ của bốn chữ viết tắt, sĩ quan trừ bị, làm cho ông giáo sư hóa ra anh xe lôi đạp. May là vốn dân ruộng đồng, cha mẹ thương con cố mà cho cái chữ, như câu ca dao xưa, chẳng thương ruộng cả ao điền, thương vì cái bút cái nghiêng anh đầu. Nên anh vừa có học lại vừa có cái sức để lao động sinh ra tư duy, và tư duy tạo nên con người cho cái lũ vượng người. Nên anh đành đạp xe lôi hầu tạo nên cái tư duy của con người mới. Tưởng đã yên trong thời gian mà cả ty công an lẫn giáo dục chờ xem xét. Nào ngờ, ai cho anh đạp xe lôi? Dạ, tôi ngỡ rằng lao động là vinh quang mà. Bậy, bậy hết sức. Với giới lao động, với tầng lớp nghèo khổ kìa, anh là trí thức được ngụy đào tạo. Anh làm vậy là biêu ríu cách mạng, là bôi trơn trát trấu lên mặt cách mạng. Là sao hả? Tức là phản động chứ sao? Lao động là vinh quang sao lại như cán bộ nói thế? Anh cố tình xuyên tạc là cách mạng không biết trọng nhân tài, bắt hủy trí thức à? Như vậy không phải là phản động, chả nhẽ lại là tung hô cách mạng ư? Lao thật! Trầm độc thật! Sĩ quan trừ bị! Sĩ quan tình báo do CIA gại lại quá không sai mà. Đừng nghĩ rằng qua mặt cách mạng, Pháp, Nhật, Mỹ chúng tôi còn đánh thắng hôn chi lũ tép triêu như anh mà định qua mặt tôi sao? Trời, quan cho tù quá! Tôi từ An Xuyên lên đây dạy học, giờ lương không có, tôi không đạp xe lôi lấy gì mà ăn. Anh nói ngộ nhỉ, cách mạng là giải phóng dân tộc, là của dân, do dân và vì dân. Bọn xâm lược mới làm dân ta đói. Anh biết cuộc chết đói năm 45 không? Đó, bọn phát xít thực dân đã làm cho dân ta vậy đó. Chứ cách mạng và xã hội chủ nghĩa theo mô hình của Liên Xô vĩ đại không làm ai đói khổ cả. Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Chưa kể, khi tiến lên xã hội chủ nghĩa, anh muốn ăn gì, mặc gì chỉ nói ra rồi ấn nút, tự trên tường sẽ có cái anh cần chạy ra. Tính ưu việt mà xã hội chủ nghĩa có được á, mà bọn tư sản dễ chết đang thèm nhỏ rãi, là chỗ đó đó. Nên vì thế mà nó cứ chống ta để bóc lột, để hút máu bọn ngu ngốc như các anh làm tay sai cho nó đó. Tên công an lên lớp say sưa mà quên cả mục đích là không cho anh chạy xích lô đạp vì phỉ báng cách mạng. Anh đành lặng nghe chứ dám nói chi đâu. Nhưng cục tức của một tay trí thức, giáo sư, buộc miệng anh phải hỏi. Vậy tôi phải làm sao, nằm chờ ấn nút lên tường như Aladdin và cây đèn thần à? Đó, bởi nói các anh, tư duy, lạc hậu là đúng. Tất cả đều làm ra từ sức con người, bàn tay ta làm nên tất cả. Có sức người sỏi đá cũng thành công. Anh biết ai nói câu đó không? Chắc chắn là anh không thể nào biết.
Lũ bám váy bọn Mỹ, ăn bơ thừa sữa cặn làm sao biết được cái chân lý vĩ đại do chính Mác Lênin cùng bác Mao đề ra chứ. Nhân đây tôi cũng mở mắt cho anh luôn. Nhà Cộng sản đại tài sinh ra Liên Xô là người Việt Nam đó nha. Anh có nghe Lênin không? Đó, họ Lê tên Nin. Họ Lê chả phải là họ của Việt Nam sao? Ông giáo sư đứng đờ ra kinh ngạc, mặt tái xanh chả dám có một lời. Cuộc chạy đua giữa chiếc xe lôi đạp và quan điểm chính trị đỉnh cao vòi vội xã hội chủ nghĩa xem ra khó đến hồi kết. Nếu không có cái lệnh từ Bộ Giáo dục, tất cả các giáo viên đều được lưu dụng, trừ sĩ quan quân đội phải đi học tập cải tạo. Và hàng đàn giáo viên từ Bắc vô, từ chiến khu ra và từ mọi vùng có miền Nam, Mỹ ngụy lại nô nức lẫn hậm hực kéo nhau đi học. Cái gọi là chính trị để chuẩn bị cho cái gọi là ngày khai giảng đầu tiên của nước nhà thống nhất. Tiếng Anh, Pháp vẫn còn, nhưng môn sinh ngữ lại thêm tiếng Liên Xô và tiếng Hán. Dù dân học sinh ở miền Nam vẫn có kim văn và cổ văn từ lớp đệ thất. Ông giáo sư nhà ta lại ra trình diện anh công an để xin đi học đường lối giáo dục tiên tiến mới của nhà nước mới, chế độ mới, với một tâm thức lẫn bộ dạng mới, quần, quá đít, áo bỏ ngoài cùng đôi dép Nhật. Xin thưa, họ phải mặc vậy vì nếu không, họ sẽ bị gắn cái mác là tiểu tư sản ngay tập lự. Mà thời điểm đó bị gắn cho cái gì cũng đau khổ, như bị bệnh trĩ ngay. Gần 3 tháng, các thầy cô ngửa mặt cong lưng, nhá bo bo đón chờ và hứng chịu ba dòng thác cách mạng đổ xuống từ miệng các cán bộ miền Bắc, từ sự hằn học của các cán bộ chiến khu, từ các bài in sẵn mà bất kỳ ai có trên tay cũng đều nói y vân vật. Do đó các thầy cô trong đây vốn chỉ cần vài buổi cũng nói được y chang, mà thậm chí còn hay hơn cả đám y tờ rao giảng mới, là khổ cái lòng thòng ấy chứ. Và cũng không thiếu các thầy cô nhảy lên diễn đàn phát biểu y như ta đẻ ra, đã là dân cách mạng chính hiệu con gà nòi, hoặc ngon hơn nữa, thì hóa ra dòng thác cuốn hết mọi rác rưởi của tư bản, đế quốc, thực dân, ra tận biển Thái Bình Dương, mà nhấn chìm xuống đó cho nó mất tích, mất tâm, để chủ nghĩa xã hội có dịp nổi lên mà thống trị thế giới. Một xã hội màu cờ và đồng phục mọc lên, tem phiếu, gạo vải, trích kê, ăn uống mọc lên, sách vở, tri thức dìm xuống, và bị dìm tận đáy đến không thể sủi tâm. Ông giáo sư với cái lý lịch được ghi bằng bốn chữ viết tắt, SQTB, lặng câm như hến, dám nói mới lạ, cái án treo còn lơ lửng trên đầu y như cái máy chém được trao giảng là luật 1059 của họ Ngô, vẫn sẵn sàng chờ đón nếu một chút hớ hên. Những hệ lụy lô bu lang bang rồi cũng qua cho một ngày khai trường long trời lỡ đất đầu tiên của đất nước thống nhất. Đoàn đội múa hát vang rần, thầy trò nô nức đến trường trong đủ mọi loại sắc phục. Cái cảnh áo trắng quần tây xanh hay tà áo dài trở nên mất bóng. Trường lớp giờ giống như một hộp tác giả với đa phần màu đen hoặc nâu. Thầy lè phè với dép lê áo ngoài quần che cái mông vá. Cô áo bà ba và nhất là các cô ở chiến khu ra thì áo chặt bóng ben sực nứt dầu dừa. Quả là các dòng thác cách mạng đã cuốn phăng mọi chuẩn mực học đường một cách không có gì cưỡng nổi. Ngay cả những người cầm cương chỉ đạo cho thế hệ học trò cũng bị cuốn phăng vào nghi ngờ và phân loại. Cả đống giáo cũng im thinh thích và tìm đường vượt biên. Một đống giáo sư ngỡ mình là giáo dục lắng nghe và hót y con két. Xã hội náo loạn với đủ mọi danh xưng, trường học náo loạn với xếp loại, xã hội náo loạn với ngụy hay hạt giống đỏ, đất nước náo loạn với các khẩu hiệu, và dân ta từ vị tuyến 17 và cả miền Bắc náo loạn khi nhìn ra thực thể cái gọi là giải phóng miền Nam. Ngày khai trường vẫn rầm vang tiếng trống, thầy cô và học sinh ngác ngơ, cả xã hội miền Nam ngơ ngác khi từ tuổi mầm non học cộng trừ bằng viên đạn xuyên táo diệt ba tên lính Mỹ, hay đội du kích đình bản diệt cả trung đội xe tăng bằng em bé lên 10, Lê Văn Tám, La Văn Cầu, Kim Đồng, những đứa bé làm cả miền Nam kinh hãi. Nhưng trí thức theo bác Mao nói chả đáng cục phân đành im lặng, mà im lặng trời ghế giáo sư dù 13 ký gạo trên một tháng, lúc đó vừa nhiều lẫn vừa ít. Một nền giáo dục thuyền về hiện thực phơi váng của bọn thực dân lẫn phong kiến,
làm cho bất kỳ vị giáo sư nào cũng e ngại. Cuộc đổi tiền lẫn đổi tên Sài Gòn ra đời cùng lúc, với bo bo cho súc vật ra đời thay gạo. Dòng thác hợp tác hóa kiểu Liên Xô cũng nở rộ đâm chồi theo cái phân bón xã hội chủ nghĩa cũng rộ lên. Và dòng thác cách mạng cũng chuyển hướng khi anh ba lao ra dạy Việt Nam bài học. Tổng động viên 72 và tổng động viên 77, các ông thầy lại ra biên cương mà chả cần biết SQTB hay sĩ quan tình báo như một sự ngộ nhận. Tiểu đoàn trinh sát quân khu chính được thành lập với cán bộ khung là Phú Lợi Tây Đô, còn lính thì toàn bộ là các ông thầy để biết đọc bản đồ và chấm tọa độ. Ông giáo sư may mắn ở chỗ có bốn chữ SQTB nên không bị được đưa vào lính. Nhưng ông cũng không thể dạy cái ông biết, nói cái ông âm tường. Ông giờ chỉ y con két, hót bất kỳ cái gì mà ông bị bắt buộc hót. Ông uất ức lẫn bức bối, nhưng biết sao, ông tướng tá đã ra cổng trời hay suối máu. Ông có gan bằng trời cũng, chả dám nói và cũng chỉ ngậm buồn khi dối lừa học trò về những điều mà chính bọn nó còn chả tin. Ông ngậm ngang và xấu hổ vì mình hèn hạ, vì mình đã lừa dối bọn trẻ, mà cái giá chỉ 13 ký gạo cho mình. Đoàn đội vẫn ca hát, thầy cô vẫn ca hát, và trồng rau trong những bầu giấy vụn, trong sân trường, trong mảnh đất nhỏ nhoi mà xưa họ cố dành để trồng hoa, và cãi cọ nhau để bốc thăm vài trăm gram thịt vụn. Người thầy đã chết tự trong cái nhân cách mà họ chọn cho mình khi thi vô sư phạm. Chính trị, mỹ lị quân sự thì đi đôi, vừa đánh vừa đàm vừa bịp mà lị. Vì thế, tuy thắng nhưng vẫn lo, vẫn sợ, vẫn thất thỏm không yên. Nên cả thầy cô hay học sinh đều có các buổi tập quân sự lẫn đầu kênh. Mà kênh 3 mét thì dẫn cái gì vào ruộng ngoài trút hết nước trong ruộng xuống theo nguyên tắc vật lý. Nước chảy về chỗ trũng. Dân miền Nam tán chuyện, chắc sợ xe tăng. Kênh 3 mét mà xe tăng 113 lũi xuống cắm đầu cách chi mà lên. Đồng thế thôi, cộng với binh lính lẫn sĩ quan gom góp hết đưa ra bắt cho cái gọi là học tập cải tạo. Nghe cũng có lý, chứ cha ai dám nói. Bo bo thay cho gạo, mà ngộ nha. Dân miền Nam chưa hề biết bo bo là cái giống chi vì không gọi tên đó mà gọi là cao lương. Mới đúng là chết một cửa tứ. Tiếng Tây Bồi gọi là mú ria in nơ đát. Đờ cát trờ, nghe mới thật là tức cười. Lao động công ích, xã hội chủ nghĩa cộng với vành ngụy trang và cây súng gỗ y như thời thiếu niên thanh nữ lẫn các cụ già trong phong trào mà Dương Anh đã tả trong thằng Khoa, sau thằng Vũ, thằng Công, con Thúy, thằng Vọng. Chả ai tránh khỏi, mà chả ai ở miền Nam đều không ít lần đọc qua và cười vì nét hồn nhiên pha lẫn châm biếm nhẹ tên của ông ấy. Lại thêm các mảnh đất cũng trở thành nơi trồng rau, nuôi heo, nuôi bất kỳ cái thứ gì để ăn và làm cho trường học hóa ra chuồng trại. Riêng gì trường học, cả vệ đường, nhà ở, chung cư, vườn hoa cũng rứa. Họ dạy nhau cách cho lợn hay gà vịt đi ị trong bàn cầu, mà cố anh còn rộng cá và chửi toán lên là mỹ ngụy cúp của anh khi bị mất. Cho một ly sữa Honda, ngồi trên cầu Nhị Kiều nhai dừa khô được cho là dừa chín, và cao giọng dạy dân miền Nam phải biết ăn chín uống sôi mới là văn minh. Ôi dào, tivi tủ lạnh chạy đầy đường, cà rem ăn không hết phải phơi khô, sao đít con gái miền Nam lại có gân. Đủ thứ chuyện trên đời mà dân miền Nam, nhất là các thầy cô, phải ngậm nghe và căm hận. Thầy cô đi đầu kênh vét kinh đang lát xuất khẩu, mà thật tình cũng chả biết thằng nào trong số 13 nước xã hội chủ nghĩa nghèo đến nỗi phải dùng thảm chùi chân bằng lát với lục bệnh. Nếu vậy sao trong các dinh phủ của Liên Xô, Đông Đức, Ba Lan, Tiệp Khắc lại chả xài mà toàn trải thảm của Á Rập hay tệ cũng của châu Âu nhỉ? Hỏi thì hỏi thầm, hỏi với nụ cười rồi chứ đố cha ông bà nào dám hỏi. Cậy mở, các thầy cô vẫn dẫn lũ học trò đào đất, vẫn sắn cả quần lên để lao động. Nghe nói ở các cấp xã ấp vùng xa, anh du kích hay công an ấp còn xách súng đến tận lớp trong giờ dạy để bắt thầy cô đi nghĩa vụ công ích, đào kênh nữa đó.
Nhớ có chuyện, ông bí thư chặn luôn cả xe đò trên tuyến quốc lộ xuyên từ Hà Nội đến Cà Mau. Bắt tất cả ai không có giấy công tác phải đi đào kênh nữa kìa. Ông kẻ ở ngã năm. Một xã mà xe nào từ Sài Gòn về Cà Mau cũng phải đi qua đó. Ông tên Lê Công Kẻ, dân miền Nam hay nhắc bọn trẻ. Ngủ đi con, không ông kẻ bắt đó. Nhưng từ khi ông ta về làm cái gì thì dân chả dám hỏi. Ai nhắc con là bị bắt ngay, tức cười mà cười không nổi. 16 ký gạo cho thầy cô vì lao động nặng nhọc. 1 lít dầu lửa đỉ để soạn bài và chăm cái hộp quẹt để khi tố lửa tắt đèn còn có cái mày óc tay cho vui. 1 mét vải mùng cho các cô có tháng. Tội nghiệp, trên ký túc xá sư phạm treo lủng lẳng mà dù có ngượng rồi cũng sẽ quen, ai chả vậy. Một cao đẳng sư phạm lạ đến không thể lạ hơn giữa Cần Thơ, lớp 7 cộng 3 chuyên về chính trị sử, được mở ra cho hạt giống đỏ. Khổ cái, họ chả chịu dạy theo chuyên môn, mà cứ đòi dạy toán với văn. Chuyện này sẽ trở lại trong cuộc họp hội đồng sư phạm sau nha bà con. Chỉ sơ qua là mấy ông thầy lẫn bà cô dạy nó đều trở nên lính nó khi nó về quê quán. Nghề giáo hay thiên chức, hay đam mê, hay năng khiếu gì gì đó trở nên lộng tùng phèo. Nay nghe thầy này vượt biên, mai nghe cô này mất tích. Bữa sau lại nghe thầy bỏ dạy chạy xe ôm, cô bỏ dạy gánh gánh chè đi bán. Mày không chịu học chỉ còn nước đạp xích lâu hay vá xe dĩa hè nghe con. Các bà mẹ hay dọa con thấy ở miền Nam, tính từ vị tuyến 17. Dạ, thầy con đó má. Lại còn cái vụ 10-12. So ra 10 cộng 4, năm sư phạm mà không phân biệt nổi, ánh mắt dính sát vào các gốc lúa, là nghĩa đen hai bóng, cười rùi và lặng câm. Dám phê bình mới đúng là con người không có tâm xây dựng xã hội chủ nghĩa. Thầy cô lưu dụng hoặc mới ra trường đều ngậm câm, họ đã không còn là thầy giáo, cây thông đã mọc nghiêng. Tác giả Tính Nguyễn. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.